đám cưới con gái sắp tới đặt cái nhà hàng nào đãi nhìn cho nó sang sang chút nghe anh, nhớ nghe. Ok, nhà hàng vú dê nướng 15 sao nhìn cho nó sang ha, cho bà con mình ăn vú dê no nê luôn. Ok, quyết định vậy đi nha, bây giờ em đi đánh liên minh tí. Nè, khoan, anh nói cái này nè, anh đang định mời thêm Ronaldo và Roberto Ranjo về đi hát Bolero, vậy nó mới đã. Cái gì mời Ronaldo luôn hả? Ronaldo vừa mới đoạt giải nhất solo cùng Bolero ở bên Liso, hát tí âm nghe hay dữ dội lắm em. Ha. Em nghĩ anh đừng có mời Ronaldo, cách xê ảnh cao lắm. Tiền đâu mà trả cho ảnh hả trời? Lần trước không nhớ mình mời lệ rơi với của tỏi hát hả? Tiền đi đám cưới cũng không đủ nữa, lỗ nặng không nhớ hả trời? Thôi đừng có mời chi nghe anh. Em đừng có lo quá, lần này là anh kêu bà con mình đi nhiều hơn là đủ hết chứ gì, yên tâm đi. Thiệt không? Lần này là gả được con anh đi cho nhà giàu anh mừng dữ lắm. Lâu lâu hết gạo kêu nó xúc trộm vậy ăn khỏi mua thiếu. Anh tính hết luôn rồi. Sắp lấy chồng rồi, vui quá đi. Cho con gửi cái thiệp, nhớ là đi nhiều nhiều nha chú Tư ha. Sự hiện diện của chú là làm tăng thu nhập cho gia đình tụi con á. Cảm ơn chú nhiều nha. Trời tốn tiền nữa. Nhớ đi đừng có quên phong bì nghe chú Năm. Nhớ nha. Có gì để con nhắc trước ngày ha. Nhớ đi nha anh, có phong bì là được vô ăn xà láng luôn ha. Chú Tám cho con gửi. Cái này là của chú Chính, còn cái này là chú 11 nè. Cho tụi bay coi hàng nè, lấy vật mình phải tặng thêm cái này cho nhà gái nó mới nể. Cái này là tao chăn dịch 10 năm để dành mới mua được đó. Chăn dịch thôi mà ngon dữ bây. Thật ra cái này chỉ là đồ giả thôi. Chứ là đồ thiệt thì chăn dịch 50 năm cũng muôn nổi đâu. Rồi đó cô, đồ giả mà đẹp y như đồ thiệt luôn hết ta. Hay thiệt chứ. Tụi bay thấy tao tính toán hay ghê chưa? Vừa không tốn kém nhiều mà lại vừa chứng tỏ được với nhà gái nữa mới dữ. Bà nhìn già vậy mà gian quá. Gian bà cố luôn. Tao mà thích là nhích thôi. Mai mốt chuyện tiền bạc cưới hỏi cứ để tao tính cho. Tao mà lo là ok, ly cà phê băng mê tưng cà lưng tưng tưng. Ba, nhớ mua mỹ phẩm Nam Anh Khương nữa nha ba. Có cái đó nhà gái mới chịu gả. Con yên tâm đi, Hiếm đã mua dòng kem Q10 sữa dê của mỹ phẩm Nam Anh Khương rồi, bao gồm kem nám trị mụn và kem dưỡng trắng da. Yên tâm đi con. Lại đây bà nói cho cháu trai nè. Lại đây với bà. Dạ. Nè. Yeah. Sao bà? Sản phẩm Q10 sữa dê là nguồn gốc tinh chất từ sữa dê, tinh dầu nghệ và các loại vitamin có hiệu quả nhanh chóng loại bỏ các loại mụn, làm mờ các vết thâm và liền sẹo cho da. Có phải chị Phi Nhung, chị Cát Tường, chị Tú Mỹ dùng không bà? Đúng rồi, sản phẩm này là chuyên trị về các vấn đề về nám, các vết thâm, tàn nhang, đồi mồi hay lắm. Dạ dạ, cảm ơn bà nha, giờ cháu đi nhậu tiếp đi. Nhìn nè con gái, đồ của con nè, nhiều quá trời quá đất luôn. Nhiều thì nhiều thiệt mà đồ xấu quá. Không biết nhà bên nhó có mua loại kem Q10 sữa dê cho anh đi nhà mình chưa hay ta ha. Đây đây, cái này là áo đồ ba mua thêm cho con này anh đi. Mọi người yên tâm đi, bên đó họ chuẩn bị hết rồi. Họ có mua kèm sữa rửa mặt và kem với bột tắm trắng không vậy ba? Có chứ, trước khi xài kem con nên vệ sinh da mặt bằng sữa rửa mặt Q10 sữa dê. Ngoài ra kem và bột tắm trắng với các thành phần ở dưới màn hình á, giúp cho làn da sáng mịn như lắm con à, hay lắm. Ý ba nói là da con đen chứ gì phải không? Thì mày đen thiệt mà. Sản phẩm Q10 sữa dê dành cho da mặt ngăm đen, da không đều màu, giảm cân bằng độ ẩm, tái tạo làn da và bảo vệ khỏi các tác nhân gây hại, làm da trở nên sáng mịn hơn. Con hiểu không? Trước khi xài kem, con xài sữa rửa mặt để làm sạch các lớp dầu nhờn trên da mặt, giúp da sạch sâu từ bên trong. Ngoài ra dùng kem và bột tắm trắng giúp cho da đàn hồi săn chắc khỏe mạnh lắm đó con, chống lão hóa hiệu quả lắm. Con mà xài đủ mấy cái này là đảm bảo thằng chồng 8 tuổi rưỡi của con nó mê con tới già luôn. Không thôi con đi ngủ đi, mai lấy sức làm đám cưới nữa. À, biết rồi.